Thời lực Bookstar và Đinh Quang Thái trên dòng kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ 6, 18 tháng 10 năm 2024. Trong mục thơ truyện văn cuối tuần hôm nay, trên dòng kính mời quý vị nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Võ Đắc Danh với đề tài Đờn Ca Tài Tử. Thưa quý vị, nhà văn Võ Đắc Danh là tác giả của rất nhiều tác phẩm đã được phát hành ở trong nước cũng như ở hải ngoại, bao gồm cuốn Nỗi Niềm U Minh Hạ, Đồng Cỏ Chát, Thế Giới Người Điên, Canh Bạc, Đời Chợ Đời, Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ, Hạt Bụi Nghiêng Mình Nhớ Đất Quê, Chuyện Đời Chuyện Nghề. Võ Đắc Danh còn là một nhà biên kịch và đạo diễn phim ảnh đã từng quay nhiều cuốn phim từ Việt Nam, trong đó có cuốn Đất Lành Dòng Sông Ra Biển, Tấm Lòng Đất Mũi Quê Nghèo, Nhức Nhối Một Vùng Quê, Con Trâu, Dưới Chân Đài Tưởng Niệm, Sông Đức Cà Mau, Đất Bạc Liêu, Quê Tôi Cà Mau, Sông Trẹm Giữa U Minh. Võ Đắc Danh sinh ra và lớn lên tại Cà Mau, và anh đã nhanh chóng trở thành một nhà văn mà được đồng bào trong nước gọi là người nông dân cầm bút. Anh còn một thành tích nữa mà đồng bào trong nước rất yêu quý, đó là tất cả những tác quyền do sách bán được, anh đều dùng để giúp cho những vùng quê nghèo tại Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng những cây cầu của những cái vùng xa, vùng sâu để cho học trò có phương tiện đi qua đi học. Ngoài ra, trong những cơn bão lụt thiên tai tại Việt Nam, Võ Đắc Danh cũng đã cùng với rất nhiều khác giúp đỡ, thí dụ như trong thời gian Covid-19 và lần gần đây là trận bão lụt gây ra tại miền Bắc Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý vị nghe câu chuyện Đờn Ca Tài Tử với Võ Đắc Danh. Chào anh Võ Đắc Danh. Dạ, chào anh Thái. Thưa anh, từ trước tới giờ đó, tôi có nghe nói tới Đờn Ca Tài Tử, cũng có được biết một vài bài ca cổ nhạc. Nhưng mà Đờn Ca Tài Tử là gì? Trước khi trả lời thì tôi xin hỏi lại anh Thái là tôi không phải là cái người mà chuyên sâu về lĩnh vực này. Dạ. Nhưng có lẽ là ở hải ngoại hơi thiếu người hay sao mà anh Thái lại chọn tôi để làm đề tài này. Thưa quý vị, cái cuộc thơ hình này đó chúng tôi thực hiện ngay tại nhà anh chị Lương và Lan ở thành phố Santa Ana, miền Nam California. Anh Võ Đắc Danh tôi đã được gặp nhiều lần, và trong những lúc vui với bạn bè phải nói rằng cái giọng ca Nam Bộ mà hát cổ nhạc thì tuyệt vời. Nghe Võ Đắc Danh hát thì chúng ta sẽ nhớ tới sông nước miền Nam, nhớ tới những chiếc ghe bầu, nhớ tới những con trâu đi trên ruộng đồng. Đó là lý do tại sao tôi mời Võ Đắc Danh đến với quý độc giả của Thời lực Bookstore ngày hôm nay để nói về Đờn Ca Tài Tử. Thực ra thì nếu mà nói về đề tài này đó, ở Việt Nam thì có nhiều người nói giỏi hơn tôi. Và cái Đờn Ca Tài Tử khi mà năm 2013 đã được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại thì cũng đã có rất nhiều cái công trình nghiên cứu về vấn đề này. Thì tôi không dám mua rìu và mắc thợ, nhưng mà với yêu cầu của anh Thái thì tôi có thể nói những cái điều mà mình đã biết, những câu chuyện ngoài lề thôi. Bởi vì tôi sinh ra ở cái vùng Bạc Liêu Cà Mau, đó là cái nôi của Đờn Ca Tài Tử, thì ít nhiều tôi cũng có một cái cảm nhận của riêng mình. Chứ còn tôi không dám dẫm lên những cái công trình nghiên cứu của các học giả. Thì thế này, trước hết mình phải nói là con người ta ngoài cái đời sống mà vật chất thì có hai cái nhu cầu cơ bản. Đó là cái nhu cầu giải trí và cái nhu cầu giải bày cái nỗi niềm của mình trước cái đời, trong đời sống. Thì cái thời xa xưa đó, khoảng thế kỷ 19, cái phương tiện mà để giải trí và phương tiện để giải bày rất là hiếm hoi. Thì các cái dòng di dân từ miền Thượng Quảng mà về khai phá cái vùng đất bán đảo Cà Mau để lập làng, lập ấp, để khẩn quan làm ruộng á, thì họ mang theo cái nỗi niềm xa xứ. Và cái ít trong số đó thì có những người họ mang theo cái âm điệu và những bài ca của cung đình. Thì cũng có thể là
cái đờn ca tài tử xuất hiện ở nhiều nơi Nam Bộ. Nhưng mà sở dĩ Bạc Liêu lại là dấu ấn của đờn ca tài tử là bởi vì thế này. Cái thứ nhất là ở đó có ông Nhạc Khị. Nhạc gì ạ? Nhạc Khị. Khí à? Nhạc Khị tức là ông Lê Tài Khí. Yeah. Ông này xin trưởng Bạc Liêu mà ông giỏi đến mức là cùng một lúc ông có thể chơi được 4 nhạc cụ. Ông bị mù và đôi chân ông đi không được. Nhưng mà ông có một cái tài phải đặc biệt là chơi cùng một lúc được 4 nhạc cụ. Và ông dạy đàn, dạy ca và dạy sáng tác. Thì ông tập hợp những cái lưu dân ở vùng đó, những người mà yêu thích văn nghệ đó, ở chùa Vĩnh Phước ở Bạc Liêu á. Nhưng mà ở đây lại có thêm một ông sư Thiện Chiếu, là ông đồng cảm với ông Nhạc Khị. Thì mỗi tháng, ví dụ ngày rằm hoặc là ngày mùng một hàng tháng á, sau khi tới chùa để mà làm lễ này nọ rồi thì mấy ông mới hợp lại đờn ca. Thì ông Nhạc Khị là dạy đàn, dạy ca và dạy cả sáng tác. Thì trong những người mà, tức là ngoài những cái bản nhạc cung đình á, để đàn ca thôi á, thì họ bắt đầu họ sáng tác cho những cái làn điệu nó phù hợp với cái không khí của cái đời sống đó, thì mới xuất hiện Coi Văn Lầu với cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Ông Nhạc Khị ông đưa ra cái chủ đề sáng tác là chinh phụ giọng chinh phu. Thế là người vợ mình nhớ tới ông chồng đó, chinh phụ vọng chinh phu. Cái người chồng mà đi chiến. À, đó, chủ đề ông Nhạc Khị đưa ra là vậy. Thì trong cái quá trình sáng tác đó rất nhiều bài, không phải là ít. Nhưng cái bài nổi tiếng nhất, được phổ biến nhất là cái bài Dạ Cổ Hoài Lan của Cao Văn Lầu. Ông Cao Văn Lầu á, thì có một câu chuyện riêng như thế này. Ông cưới một người vợ rất đẹp và rất nết na ở cái làng biển đó, nhưng mà 3 năm không sinh con. Thì cái tập quán hồi đó, nếu 3 năm không sinh con thì bên chồng phải trả cô dâu lại cho gia đình vợ. Thì trong cái cảnh chia ly đó, ông buồn, ông sáng tác cái Dạ Cổ Hoài Lan. Xin lỗi cho hỏi ngay, dạ cổ, dạ là ban đêm, à, cổ là một cái gì nữa? Dạ Cổ Hoài Lan là dịch cái này, đêm nghe trống nhớ chồng. Hoài Lan, Lan tức là Lan Quân á, à. Hoài là hướng tới, là nhớ tới, dạ, Dạ Cổ Hoài Lan, à, là đêm nghe tiếng trống nhớ chồng. Thì ông mượn cái cớ đó để ông nói cái tâm sự của người vợ ông. Đấy. Nhưng mà cái bài đó quá nổi tiếng. Quá nổi tiếng. Một lát anh cho nghe phải không? Có thể. Vâng, một lát nữa thưa quý vị. À, thì anh có đắc danh sẽ cho chúng ta nghe. Không, cái này thì tôi có thể Dạ Cổ Hoài Lan. Rồi. Thì quá nổi tiếng. Thì tiếp theo đó, cái bài này hồi xưa nó là lúc ông sáng tác nó là Nhịp Tư. Thì ông Lư Hòa Nghĩa, tức là ông Nam Nghĩa đó, mới dựa vào cái bài này mới sáng tác bài giọng cổ là Nhịp Tám, là cái bài văn dẫn tiếng chuông chùa. Thì cái bài này là cái bài giọng cổ đầu tiên của Việt Nam, văn vẳng tiếng chuông chùa là bài đầu tiên. Bài đầu tiên thì xuất bản bằng qua cái đĩa đá năm 1934. Ở đây nó có một cái cơ duyên rất lạ thế này nè, mà tôi cứ nghĩ hoài. Ông Lưu Hòa Nghĩa lúc đó đó, ổng là một người đẹp trai nha, ca hê nha, và sáng tác cái bài văn dẫn tiếng chuông chùa nổi tiếng. Cái lúc tôi về Bạc Liêu á, tôi nghe mấy cụ kể là ổng có một cái người vợ là bà chủ tiệm tạp hóa rất giàu có, thì yêu ổng cũng từ cái đẹp trai và cái máu mà văn nghệ tài tử của ổng. Nhưng mà khi sống với nhau rồi, ổng cứ lo đi ca hát, bỏ bê công việc làm ăn. Thì bà này bà mới càm ràm và dẫn tới những cái chuyện mà gây ổng tổn thương.
ông mới buồn, ông bỏ lên Sài Gòn. Thì đến năm 1934, cái bài Văn giảng tiếng chuông chùa do ông sáng tác và chính ông ca được thu vào cái đĩa đát. Yeah. Phát hành toàn quốc. Cho tôi hỏi ngay, Văn vẳng tiếng chuông chùa đó, lúc nay nói là bài giọng cổ đầu tiên của Việt Nam. Thế còn bài Dạ Cổ Hoài Lan thì sao? Bài Dạ Cổ Hoài Lan là nhịp tư. Ok, tức là bài kia là nhịp 8 đầu tiên. Nhịp tư. Rồi tới Văn vẳng tiếng chuông chùa, ổng mới dựa vào cái Dạ Cổ Hoài Lan để ổng sáng tác thành giọng cổ, thành nhịp 8. Thế còn Dạ Cổ Hoài Lan thì không phải là vọng cổ à? Dạ Cổ Hoài Lan cho đến bây giờ vẫn là Dạ Cổ Hoài Lan. Nhưng mà cái công ông Lưu Hòa Nghĩa là từ Dạ Cổ Hoài Lan ổng sáng tác thành giọng cổ, ổng chuyển thành giọng cổ. Thì cái đó là cái bước tiến nhảy giọt của giọng cổ. Tôi là dân Bắc Bộ, tôi vẫn chưa hiểu cái này. Dạ Cổ Hoài Lan là một bài hát không được gọi là vọng cổ. Không được giọng cổ. Thế gọi là gì? Vẫn là Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ Cổ Hoài Lan là một cái tên bài hát. Dạ. Nhưng mà vẫn được gọi đồng thời cũng là giai điệu. Giai điệu Dạ Cổ Hoài Lan. Ấy. Rồi, nó có cái này nè. Có cái điều là các nhà nghiên cứu ít quan tâm tới đó. Là cái nhóm đờn ca tài tử này đó. Là tập hợp ở cái chùa Vĩnh Phước. Mà ông sư Thiện Chiếu là một người đỡ đầu cho nhóm này. Cho nên những cái sáng tác lúc đó đó, cái giai điệu á, nó rất là gần với cái tiếng kinh kệ. Thí dụ từ là từ phụ tương bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tinh nhạn. Tức là nó gần với cái tiếng kinh. Như có tiếng con bó. Mà cái điều này tôi ngẫm nghĩ hoài. Chứ còn các cái nhà nghiên cứu thì hầu như họ không có quan tâm tới. Để tôi kể tiếp câu chuyện của cái bài dòng cổ đầu tiên á. Thì ông Lưu Hòa Nghĩa ông bị tổn thương, ông mới bỏ nhà, ông đi lên Sài Gòn. Đến năm 1934 thì cái hãng ASEA đó mới phát hành cái đĩa đầu tiên là cái bài giọng cổ đó và chính giọng ca của ông Lưu Hòa Nghĩa. Thì bà vợ ông ở nhà hồi đó bà có cái máy hát, bà, cái này mấy ông già bà Lưu kể lại nha, bà mua được cái đĩa đó, bà nghe thì bắt đầu bà khóc, bà nhớ ông quá. Bà mới lặn lội lên Sài Gòn bà tìm ông, bà mới năn nỉ ông là thôi trở về, nhưng mà ông bị tổn thương nặng cho nên ông bỏ đi luôn. Lúc đó ông có viết cái bài ca mà tôi không nhớ là cái bài ca Từ Biệt, khi bà lên mời ông về đó. Ông không về. Thì sau này ông yêu bà Nguyễn Thị Thơ, tức là bà bầu Thơ. Lúc này bà quá phụ có 3 người con mà trong đó có chị Thanh Nga. Tức là bà Thanh Nga là con ruột của bà bầu Thơ đó. Con bầu Thơ. Bà bầu Thơ lúc đó bà làm thợ may, bà nuôi 3 người con. Thì ông Lưu Hòa Nghĩa ông yêu bà này, ông mới cưới. Thì bà Thơ đó mới yêu chồng mà mới mê cái tính nghệ sĩ, cái giọng ca của chồng. Và nghĩ rằng bạn bè ông Nam Nghĩa thì có nhiều người họ có cái gánh hát riêng. Thì bà mới dồn hết gia sản rồi dây mượn thêm để lập cái gánh hát Thanh Minh Thanh Nga. Thì chính cái đoàn Thanh Minh Thanh Nga là cái nơi đào tạo ra hàng loạt nghệ sĩ nổi danh của Sài Gòn. Trong đó Thanh Nga là người đầu tiên. Thanh Nga, Thành Được, Úc Trà Ông, Úc Bạch Lan, những người mà đoạt giải Thanh Tâm hồi xưa đó, phần lớn là xuất thân từ cái đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Thì tôi tâm đắc cái câu chuyện này nè. Nếu không có ông Lưu Hòa Nghĩa lên Sài Gòn thì không có đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Đúng. Và sẽ không, có thể không có những nghệ sĩ tài danh này. Thì câu chuyện nó từ cái đờn ca tài tử nó dẫn đến cái bài Văn vẳng tiếng chuông chùa, dẫn tới cái cuộc tình
gian dở của ông Năm Nghĩa với bà vợ ở Bạc Liêu và dẫn tới cuộc hôn nhân giữa ông Năm Nghĩa với bà bầu thơ. Bà bầu thơ này, bà khi mà bà là người thợ may đó, nhưng mà khi bà về làm vợ ông Năm Nghĩa rồi thì bà dốc sức lo cho cái đoàn thanh niên Nga, là kể cả cái lạ là kể cả cái việc chuyên môn. Tôi nghe nhiều nghệ sĩ nói là bà này bà giỏi lắm, bà vừa nhân hậu mà vừa nghiêm khắc đó, để mà đào tạo thành một cái lớp nghệ sĩ tài danh này. Võ Đắc Danh đến với đền ca Tề Tử như thế nào? Như tôi đã nói với anh đó, cái đền ca Tài Tử nó là một cái phương tiện đáp ứng cho hai nhu cầu, một cái nhu cầu giải trí và một cái nhu cầu giải bài. Thì khi tôi lớn lên á, thì lúc đó là đã phát triển dòng cổ mạnh rồi. Tôi nghe Đài Phát thanh Sài Gòn thường là gì, 5 giờ sáng phát trên dòng cổ, buổi chiều á là 4 giờ rưỡi. Mà tôi cứ nghe suốt. 5 giờ sáng là tôi mở đài tôi nghe. Tôi nghe rồi cái bài nào tôi thích á thì 4 giờ rưỡi chiều người ta phát lại mà. Tôi nghe thì bài nào tôi thích thì tôi để ý cái bài đó. Nhưng mà có cái lạ mà tới giờ tôi không giải thích được rồi. 5 giờ sáng tôi nghe cái bài đó tôi thích rồi nha. 4 giờ rưỡi chiều tôi nghe lần nữa, tôi thuộc ngay. Tôi có một trí nhớ lạ lùng cho nên tôi thuộc hàng trăm bài ca cổ. Có biết nốt nhạc không? Bởi vì ca cổ 8 này nó. Ca cổ thì nó chỉ có nhịp thôi. Không có nốt gì hết. Không, nó chỉ là những cái nhịp điệu cố định chứ không phải như tân nhạc. Đó. Thì mình nghe mình học. Thì rồi khi tôi lớn lên thì ở xóm tôi đó là đã hình thành những nhóm đàn ca tài tử. Mà tôi có cái điều cho đến giờ này thật ra anh Thái tôi không hiểu cái này nè. Cái vùng miền Khẩn Quan mà Nam Bộ đó, nó có cái lạ nè. Mỗi một xóm á có mấy nhân vật. Thứ nhất con thầy đờn. Xóm nào cũng có, không biết từ đâu ra. Cái thứ hai là có bà mụ vườn. Bà gì? Bà mụ vườn. Bà mụ vườn. Mụ vườn để đi lo sanh đẻ cho người ta đó. Ôi dạ, dạ. Cái thứ ba là có ông thầy Lan. Cái thứ tư là có ông thầy Đáng Hổ. Có bốn ông này. Lan nào cũng có. Ai bị Đáng Hổ cắn thì có người cứu. Ai sanh đẻ ban đêm hôm thì có bà mụ vườn. Ai thích đờn ca thì có ông thầy đờn. Còn ai bệnh hoạn là có thầy thuốc, thầy Lan. Cái đó nó hình thành một cách tự nhiên, hình như là trong cái trời đất phân bổ làm sao. Nhưng mà đó là thời xưa thôi. Thời xưa. Chứ còn bây giờ đó, trong cái thầy bùi gọi là... Không, bây giờ thì không có rồi. Hết rồi không? Không, tôi nói là nói thời xưa, cái thời tôi còn bé. Giờ cho tôi hỏi ngay thế này nè. Cái đơn ca thầy tử tôi có nghe nhiều bài, tôi thích lắm. Nhưng mà bây giờ đối với dân chúng... Không, để tôi nói nè. Tôi nói cái đó để sự hình thành của cái phân bổ dân cư mà dường như là ông trời ông cho gì đó. Thì tôi lớn lên thì trong xóm tôi cũng có bốn nhân vật đó và có ông thầy đàn. Thì như anh biết này, cái ca cổ, cái nhu cầu thì cái nhu cầu giải trí và cái nhu cầu giải bài mỗi con người đều có. Thì khi tôi lớn lên thì trong xóm tôi cũng có ông thầy đàn. Chiều chiều cái là tập hợp lại, ông dạy ca, ai thích thì ca. Mình thí dụ cái nhu cầu giải trí con người là thế này, chứ cái nhu cầu giải bài á, mình bơi xuồng trên đồng mình cũng ca, nếu ngáo không? Đi làm ruộng cũng ca, cũng ca. Đi cấy, đi cài cũng ca. Rồi chiều về tắm rửa xong rồi tập hợp lại trong xóm. Tới nhà ông thầy đền đó, ca. Rồi bác sĩ đó. Rồi ông dạy mình ca cho đúng thế nào thì đúng nhịp. Đó, thì đó thành một cái sinh hoạt. Một sinh hoạt gần như xóm nào cũng có. Thì tôi lớn lên thì cũng trong cái bối cảnh đó.
Cái đó gọi là đền cơ thầy tử đó. Đó gọi là đền cơ thầy tử. Nhưng mà sau này tới thời tôi là bắt đầu có tân gỗ giao duyên rồi, có chích đoạn cải lương, thấy không? Ai thích gì cá nấy. Thậm chí thằng nào thất tình thì cá những cái gì mình nó nói là cái nỗi lòng của mình. Đó là một cái nhu cầu giải bài. Cái hình sinh hoạt mà đền ca thầy tử bây giờ đó có còn được phổ biến tại Việt Nam? Bây giờ vẫn còn, cái đó không mất. Ở dưới quê thôi. Ở quê nhưng mà nó hiện đại hơn. Thí dụ bây giờ tôi về nông thôn, tôi tới nhà ai đó tôi tổ chức nhậu, anh ta tổ chức nhậu, mình nói giờ mình muốn đền ca, gọi điện thoại cái có một anh chàng chạy xe Honda chở theo dàn âm ly, chở theo cây đàn, ha, anh tới anh đàn, rồi anh có âm ly, có lo anh phát cả xóm nghe, rồi mình trả tiền, chứ không phải như hồi xưa nữa. Đó người ta gọi là đền ca tài tử thời đổi mới, đúng không? Nó vẫn tồn tại, nó vẫn tồn tại. Nhưng mà trên các tỉnh thành thì chắc không. Không, các vùng nông thôn, bởi vì đền ca tài tử là xuất phát từ nông thôn. Anh Võ Đắc Danh hiện nay đang sống ở nước Mỹ. Anh có thấy cái sinh hoạt đền ca tài tử tại California chẳng hạn có không? Tôi chỉ có cái là sự trải nghiệm thôi. Thí dụ tôi tới đâu thì ai thì đó là đền ca tài tử. Ai cũng rủ tôi ca ngoài đi. Thí dụ vậy. Thưa quý vị, những người bạn của Võ Đắc Danh đều biết là anh hát đền ca tài tử rất hay. Nãy giờ anh đã tóm tắt có tính cách dân dã về cái nguồn gốc của đền ca tài tử. Từ cái bài Dạ Cổ Hoài Lang qua tới cái bài Trở Thành Cổ Nhạc Đầu Tiên, vòng cổ đầu tiên tức là tiếng chuông chùa, không? Dân dẫn tiếng chuông chùa. Dân dẫn tiếng chuông chùa. Không có gì hay hơn là bây giờ Võ Đắc Danh hát cho độc giả của The Lực Bookstore nghe một vài bài đền ca tài tử. Trong đó cho tôi yêu cầu có cái bài Dân dẫn tiếng chuông chùa. Vâng, bản tiếng chuông chùa. Thì không. Thì dân dẫn tiếng chuông chùa thì tôi chỉ có thể là chích một khúc thôi. Dạ. Cái có phải cần có đàn không? Cần. Không cần ha. Rồi. Dần dần tiếng chuông chùa nghe giọng công phu của đoàn sư dạy. Ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tình chừng như gợi lại mối bi tình trên cõi tạm trần ai. Ví dụ vậy. Đó là bài dân cổ đầu tiên của Việt Nam. Thưa quý vị, thời buổi này đó, nhà nào cũng có một cái dàn nhạc có karaoke. Thì tại nhà anh chị Lương và chị Lan có dàn nhạc karaoke. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe Võ Đắc Danh hát vài bài cổ nhạc theo điệu đơn ca tài tử mà có tiếng đàn. Rồi, ok. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ. Tôi không còn gì nữa cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bó tay thôi. Người tiễn đưa ta về lại quê hương với các cánh bụi mờ, với bao ước mơ đã tan tành sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành sao xóa tan đi
trời lên cao. Em hãy lo thu xếp lên đường, mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em mình cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về tặng cho em. Đường quán sang còn xa xăm dịu dời ngỡ chồng chân đang hí rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này, ơi ngắm ngôi sao người lại tiện đưa ta. Thương nhau mấy là càng khổ bấy nhiêu, một phút xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Xa xa sông biết bao la trời nước, sóng xanh lặng lẽ xuôi dòng, ai đã gieo bao cung đàn tha thiết cho kẻ ly hương gái rất ta lòng. Sông đùa theo bọt nước, tưởng chừng như ai thả lá để thơi. Trời sáng thu lạnh lạnh như sương mờ, đàn hải điệu vẫn giờ theo khơi sóng. Cần tha để già đò cặp bến, tôi nghe đâu đây đồng giọng tiếng ca buồn. Đôi vợ chồng son với một chiếc độc quyền, tay nương chiếc gậy tre, tay ôm chiếc đàn sương gió, hai mái tóc bạc màu bởi dài dạng gió sương. Có lẽ từ khi bắt đầu cất bước ly hương, họ cũng đã bao phen nhỏ lệ khóc thương đời. Nên sao bờ mi sâu thẳm trời giới, đôi mắt tình anh đã mất rồi ánh sáng. Nghe tiếng
đoạn. Bên Bắc chiều nay lạnh lạnh khói sương mờ. Thôi thì ngồi xuống đây nghe vài câu giọng cổ, để dậy nỗi ưu phiền với gió bụi đường xa. Sống chập trùng hoài sóng rộng bao la, đàn hải điểu lạ đà trên mặt nước. Tôi bỗng rưng rưng đôi dòng nước mắt, rơi trọn hồn mình qua tiếng nhạc lời ca. Tiếng em buồn nao nụt tựa lời than. Tôi nhớ giọng ca nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, buồn hơn cả những điều buồn thiên con. Quan Đức Danh vừa mới hát hai bài, cái đó là tên gì và trích đoạn từ đâu? Cái thứ nhất là cái một cái lớp Phượng Hoàng, trích đoạn vở cải lương Người Tình Trên Chiến Trận của một cái soạn giả nổi tiếng là Yên Lan. Cái giọng cổ là cái bài Tiếng Độc Quyền Trên Bến Bắc Cần Thơ của Diễn Châu. Thưa quý vị, trong suốt 40 phút vừa qua, quý độc giả của The Bookstore đã nghe chúng tôi phỏng vấn thân mật với anh Võ Đắc Danh, một nhà văn nông dân, về tóm tắt về lịch sử Đơn Ca Tây Tử và hai bài hát ngắn mà anh Võ Đắc Danh vừa mới hát. Đinh Quang Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu quý vị độc giả tác phẩm Đơn Ca Tài Tử Nam Bộ, khảo và luận của tác giả Nguyễn Phúc An. Đơn Ca Tài Tử Nam Bộ, khảo và luận là công trình đã tổng hợp được những vốn liếng văn hóa lịch sử của ta, của người, cũng như sở học của tác giả Nguyễn Phúc An đã được thụ giáo từ những bậc nghệ nhân và nhà nghề. Bằng những điều đó, tác giả Nguyễn Phúc An đã kiến giải, biện luận và bổ túc cho những vấn đề căn bản của sinh hoạt đơn ca tài tử Nam Bộ. Tác phẩm Đơn Ca Tài Tử Nam Bộ, khảo và luận của tác giả Nguyễn Phúc An hiện được bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ 14318 Rockhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843, điện thoại 1888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang web www.tự lực.com.